tiền đi. Mọi người bình tĩnh, đừng có la to quá. La gì? La gì? Bây giờ mày không cho người ta la tao quýnh mày đã, mày tin không? Mọi người bình tĩnh nghe em giải thích cái đã. Cái tiền hụi của mọi người á là bà Năm bà hốt hụi, sao bà bỏ đi luôn. Bây giờ em đang tìm cách giải quyết cho mọi người. Mày mà giải quyết gì? Mày là chủ hụi, mày phải có trách nhiệm chứ, mày nói gì vậy? Đúng rồi. Thì đúng rồi. Hồi nãy em có trách nhiệm cho nên em mới về đây em gặp mọi người nè, chứ em đâu có bỏ trốn đâu. Tránh chờ cái camera là xíu để em chứ giải thích. Chứ bây giờ mày tính sao? Thì em tính như này đó, anh thấy không? Đất đai em còn bét nhát. Bây giờ là em sẽ bán bớt đất để đưa tiền cho mọi người thấy hợp lý không? Hợp lý vậy, bây giờ đợi mày bán đất mới bao giờ, đợi tao đợi mày 3-4 tháng nay rồi, bây giờ mày không giải quyết cho người ta. Trời ơi, tiền người ta cũng tiền sinh tiền tử. Thôi thì mọi người bình tĩnh đi, để coi thử nó giải quyết làm sao. Bây giờ mọi người bình tĩnh đi. Em biết tiền của mọi người lúc nào là mọi người cũng nôn nóng. Cho nên bây giờ nhà em đây, trong nhà em còn nhiều đồ đạc lắm. Nếu như mọi người không tin á thì mọi người xiết trước đồ em đi. Bây giờ ai vô trước á thì xiết đồ xịn trước. Rồi đất đai em bán, em giải quyết, em đưa thêm cho anh chị. Thấy điều hợp lý không? Hợp lý, vô. Rồi, vô. Đâu này đúng không? Đúng rồi, Vô. Vô. Ê, cái mặt khẩu sao mày? Rồi, thoải mái. Cửa nhà làm sao? Rồi. Ê, cái bánh rồi, quay. Anh trai, tụi nó tới xiết nhà. Ê mà tụi nó tới tụi nó xiết nhà mà còn sai chính tả nữa, giờ sao anh trai? Anh đi. Đi. Ờ, vô nhà, mình phải... Ở đây. Nè, nhà mình không vô, đi đâu rồi hai đứa? Bé anh qua định mua ít mồi, bia rồi về mình vui vẻ. Đúng vậy, tụi em biết là Rồng ghé nhà Tôm cho nên tụi em đi mua ít đồ ăn. Vậy á ha. Nhưng mà tao không rảnh qua nhậu với hai đứa mày. Còn không? Mày, tiền nợ tao cho nên mày trả. Thì em biết em cũng còn nợ anh, nhưng mà xui cái bị giật hụi nó trốn mất tiêu của anh. Thông cảm đi. Bế hụi hả? Mày bế hụi. Bớ người ta cũng người. Nợ còn lớn giọng hả? Không phải, anh trai thông cảm đi. Tụi em nói thiệt mà. Bây giờ ông anh của em á nợ tiền anh thì anh cũng phải thư thả cho thời gian để anh em nó trả. Chứ anh làm quá rồi, giờ tiền đâu có tiền đâu còn trả. Anh em tụi em mới bị bể hụi thiệt chứ bộ. Cái vụ đó rần rần anh cũng biết mà, đúng không? Anh không cảm được mà anh, chuyện ngoại ý muốn thiệt. Ok, mày muốn thời gian á thì tao cho mày thời gian. Vậy tao cho một tuần nữa cho tụi mày xây ha. Còn bây giờ á, tao nhắm tao lột được gì thì tao lột. Mày lột được đây, không có gì đó để lột cả. Lột nó đi tụi bay. Qua đây mày. Hên quá. Trời ơi, tàn ma vậy. Tôi không ngờ là có một ngày mà hai anh em mình lột bị trần như nhộng vậy luôn. Hên là con bộ đồ mà. Mà hên cái nữa là tụi nó chưa có vô được nhà. Nó mà vô nhà là cái đống tiền này bốc hơi. Gì đó? Tiền đâu ra nó vậy? Tiền chứ gì mày, tiền phòng thân á. Hiểu. 20 triệu á. 20 triệu? Cầm về quê đi, không phải đi đâu đó đi. Do đây liên lụy á. Nhưng mà thôi, làm vậy em thấy kỳ quá. Bye. Kiếm gì mặc vô đi chứ gì ra đường, ai coi mày ra gì. À quên ha. Ê. Ok. Ê, cái này là đưa em rồi em cầm em đi chứ không phải là em cầm tiền anh hai ở gì đó. Ủa, hình như nó thiếu cái bước liên tiếp không ta? Nó sao em út nhìn tiền sáng mắt, gặp tiền nó sáng trưng như vậy? Còn tụi nó sao xây kịp? Chắc phải tạm biệt cái máy ấm này quá. Dò dài chạy lẻ thiệt chứ. Mà chắc lòng vòng này là không sâu xa đâu. Bây giờ anh lên chạy bên trái, tôi chạy bên phải, kiếm nó đi. Đi. Tự nhiên từ chú nợ thành con nợ. Trời ơi, mẹ ăn đâu có tiêu chạy.
Trời, sao khóa máy chạy cái thằng này? Nó ôm tiền mình đi đâu chạy, không lẽ nó đi ăn chơi hết? Ủa? Sao dám nói vậy? Nó đi nhà nghỉ với ta. Ai da? Anh mày cực khổ ăn từng miếng bánh mì vậy, đưa tiền cho mày, mày vô đây mày vui vẻ quá. Chị Rong. Thì đâu? Trời ơi, bình tĩnh đi, đâu phải em vô đây em chơi đâu. Làm gì? Im đi, vô phụ em bắt thằng này coi. Bắt gì? Quay, 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 chạy mày, chạy mày, chạy mày, chạy mày. Trời ơi, mày nói với tao mà năm bây giờ khỏi mày sống cực khổ, cuối cùng mày âm bị tiền này của ai? Của ai? Dạ, dạ, cái này là tiền phụi á. Thôi anh Vinh với anh An lấy hết tiền đi, tha cho em. Tha gì? Mày biết mày đưa ra tao gặm bánh mì cực khổ lắm không? Hả? À? Tha cho mày không phải là tha cho mày mà tha Linh Phượng. Mọi người dẫn lên Phượng. Chán thiệt chứ. Mày đánh đâu không? Tao! Con người bộ cây hay gì quýnh không biết tao. Cũng mày tự nhiên ôm mấy triệu đi mất tiêu, gọi mất máy không liên lạc được, ai mà không lo. Anh Hai hay quá à. Bây giờ anh Hai giữ cục tiền ở trong người, mấy anh chủ nợ tao lấy hết rồi làm sao? Em phải giữ giùm anh Hai chứ. Rồi bữa giờ em bỏ công bỏ sức đi kiếm nó mới biết ở trong nhà nghỉ đó. Chứ hơi đâu mà đi nhà nghỉ. Nghèo không có đồng bạc dính túi nữa. Suy nghĩ em bảy ba không à. Ai biết, xin lỗi được chưa? Mà xin lỗi chứ làm sao? Chung là có cái một lời khen. Phải khen chứ. Phải cảm ơn chứ. Chơi hết nè. Về dẫn đi massage nữa. Bậy bạ không à. Mày ăn massage cho em nè. Quýnh đau ông chết luôn vậy. Đánh đâu không? Tao. Con người bộ cây về quýnh không biết đau. Cũng mày. Tự nhiên ôm mấy triệu đi mất tiêu, gọi mất máy không liên lạc được, ai mà không lo.